Tại sao luật sư lại bào chữa cho kẻ xấu? Có thể vì tiền ấy. Không hẳn các bạn. Nếu như mà vì tiền ấy, thì luật sư sẽ không có chỗ đứng trong xã hội. Năm 2022 tôi có bào chữa cho một bị cáo mắc phải cái tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì cái thằng này là nó có lập một cái điện thờ và nó nói với cái bị hại rằng là căn quả nhà cô rất là nặng và phải cúng lễ thì mới thoát được. Và mỗi một cái khóa lễ như vậy 5 triệu, 10 triệu dần dần là lên vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu. Nó lừa người ta trong vòng 6 năm. Tổng số tiền chiếm đoạt theo bị hại người ta nói là phải trên 10 tỷ. Nhưng mà cái hành vi đáng lên án của bị cáo còn nằm ở cái điểm tức là sau khi mà lừa lấy hết tiền xong thì còn ngủ với cả bị hại. Với cái tội danh và với cái hành vi như vậy thì cái đối tượng này có bị lên án không? Có bị ổi không? Thế luật sư bào chữa cho một cái tội phạm bị ổi thì luật sư cũng sẽ bị ổi mà thôi. Quan điểm của số đông sẽ là như vậy. Thế thì tôi nói với mọi người thế này. Mọi người đang nhìn nhận ở cái góc độ là giữa cái tốt và cái xấu. Nhưng mà những người làm luật chúng tôi sẽ nhìn nhận ở góc độ là có tội hay là vô tội. Thì pháp luật tố tụng Việt Nam quy định rằng là chưa một ai được coi là có tội khi chưa bị bản án của tòa tuyên. Và không những của Việt Nam mà lịch sử tư pháp của thế giới đã có rất nhiều những cái trường hợp là bỏ tù oan sai người vô tội. Mọi người nghĩ thế nào? Và một ngày nào đấy chính các bạn hoặc người nhà các bạn là nghi phạm. Lúc bây giờ các bạn không thể nhờ công an, nhờ tòa án, nhờ viện kiểm sát, nhờ chính những cái người tiến hành tố tụng, những cái người mà xử lý hồ sơ vụ án của các bạn, tư vấn cho các bạn được. Người ta sẽ không làm điều đấy, pháp luật không cho phép điều đấy. Thì lúc bây giờ các bạn mới thấy cái vai trò của luật sư nó như thế nào. Thế cho nên là tôi muốn nói với mọi người là chúng ta hãy nhìn một cách vị tha hơn, hãy nhìn một cách đúng đắn theo quy định pháp luật hơn. Thay vì thấy một cái bề nổi của vấn đề và chúng ta cảm nhận rằng đó là đúng, vô hình chung làm như vậy là không hợp lý.